Theo cáo trạng, nhóm 7 bị cáo gồm Nguyễn Tiến Nhất, Trương Hữu Trung, Đỗ Khắc Chính, Lê Văn Tài, Vũ Văn Được, Trần Hữu Huynh và Cấn Đình Khởi từ miền Bắc vào thành phố Rạch Giá thuê nhà trọ ở để cho vay tiền góp. Vào chiều ngày 2 tháng 11 năm 2022, Nhất chạy xe máy vào trong hẻm 1 đường Nguyễn Tuân, phường Vĩnh Quang tìm con nợ thu tiền góp và xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Lợi và Lê Minh Cường. Bị yếu thế nên Nhất bỏ xe chạy thoát và gọi điện thoại cho Trung kể lại sự việc. Khoảng 15 phút sau thì Trung cùng với Huynh Chính chạy đến chỗ Nhất, rồi cả nhóm dắt xe máy ra về. Xe đến đầu hẻm thì bị Lợi và Cường chặn đánh, nhóm của Nhất lấy gạch và đá gần đó ném chống trả rồi chạy thoát. Sau đó cả nhóm kể lại sự việc cho được Tài và Khởi nghe, thì Tài kêu cả nhóm 7 người lấy hung khí đi tìm Cường và Lợi để nói chuyện. Khi đến nơi, Tài kêu Cường ra nói chuyện nhưng Cường không ra. Lúc này Lợi từ hẻm kế bên chạy vào phòng trọ của Cường lấy dao, rồi cùng Cường chạy đến chỗ của Tài đang đứng. Thấy vậy, nhóm của Tài lấy hung khí mang theo đánh nhau với Lợi và Cường. Sau cuộc hỗn chiến, Lợi bị thương tật 32%, còn Cường, Tài, Khởi đều bị thương tật 2%. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nhất 8 năm tù, Trung 7 năm tù, Chính 6 năm tù, Huynh 5,5 năm tù về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Tài, Được và Khởi cùng lĩnh 3 năm tù về tội giết người. Riêng Lợi bị phạt 2,5 năm tù và Cường 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.